Năm 2007, trường Trung học cơ sở Vĩnh Tuy được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Hiện tại trường có 22 giáo viên thuộc biên chế nhà nước, 15 lao động dưới dạng hợp đồng. Trong trường hợp đề xuất của Bộ Giáo dục Đào tạo được thông qua, Vĩnh Tuy có thể thuộc vào diện thí điểm. Theo tôi nghĩ rằng là cũng có một chút gì đó nó không khách quan lắm. Thực ra vẫn phải nên để biên chế để tất cả các giáo viên người ta có thể vừa đi dạy rồi chưa có biên chế nha, phải cố gắng hết sức để người ta vào được cái biên chế đó. Đổi mới về nội dung giảng dạy, về phương pháp giảng dạy để đồng bộ luôn đổi mới kể cả về đội ngũ giáo viên ngay cùng một lúc thì tôi nghĩ là cũng chưa thể làm ngay được một lúc. Theo như lời của hiệu trưởng nhà trường, việc xóa bỏ biên chế trong ngành giáo dục có thể tạo ra cú hích đối với nền giáo dục hiện tại. Nhưng ở thời điểm này, đề xuất của Bộ Giáo dục Đào tạo chưa thích hợp do thiếu sự đồng bộ. Thực ra nếu chỉ có mỗi cái xóa bỏ biên chế mà nói rằng nó sẽ tạo ra được những sản phẩm mới thì không đầy đủ. Ta phải làm một cách đồng bộ. Xóa bỏ biên chế chỉ là một khâu thôi. Bởi vì muốn tạo ra được một sản phẩm giáo dục tốt, chúng ta phải đầu tiên phải có đội ngũ giáo viên được đào tạo tốt. Phải có một cái khung chương trình, một bộ sách giáo khoa đủ cập nhật. Và đặc biệt quan trọng nữa là cái cơ chế. Thử tưởng tượng các giáo viên dạy giỏi ở các địa phương tập trung số đông với các thành phố lớn, những nơi có điều kiện chi trả xứng đáng với năng lực của họ. Khi ấy, mặt bằng chất lượng giáo dục sẽ trở nên mất cân đối. Trẻ em vùng sâu, vùng xa càng ít có cơ hội được tiếp cận với một nền giáo dục có chất lượng. Những giáo viên giỏi ở các tỉnh, ở các vùng miền khó khăn, người ta sẽ nghĩ cách vì là nó rất dễ để người ta di chuyển. Người ta đến một cái nơi mà người ta có thể có thu nhập cao hơn, được đóng góp lớn hơn. Và khi đó thì đúng, nó sẽ gây ra cái mất cân đối đối với các vùng miền, đặc biệt là các vùng khó khăn. Làm giáo dục nhiều năm, hiện đang quản lý một ngôi trường có tiếng ở thủ đô với đội ngũ giáo viên có chất lượng làm việc dưới hình thức hợp đồng lao động có thời hạn. Giáo sư Văn Như Cương cho rằng, xóa bỏ chế độ công chức, viên chức rất cần thiết. Tuy nhiên, hậu quả của việc làm này khi mà hệ thống giáo dục chưa đồng bộ cũng không nhỏ. Khoảng cách về chất lượng các trường ngày càng xa. Tôi là giáo viên giỏi rồi, tôi không đến cái trường kia. Tôi nộp đơn vào trường kia, mà tôi nộp đơn vào cái trường khác cơ. Người ta, một là người ta trả lương cao hơn, hai là tôi được dạy dỗ học sinh tốt hơn. Thì khoảng cách ấy khó san bằng. Đặc biệt nhất là đối với miền núi. Bây giờ ai chạy lên miền núi mà để ký hợp đồng xin việc? Nhà trường hoạt động theo kiểu doanh nghiệp, về lý thuyết có tác dụng rất lớn đối với việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Bản chất của mô hình kiểu này đòi hỏi cơ chế mở từ cơ quan quản lý giáo dục từ cấp cao nhất. Trong đó, tính hiệu quả của chính sách mới phụ thuộc hoàn toàn vào độ mở đến đâu. Câu hỏi ở đây là Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị được gì, sẵn sàng ở mức nào cho cuộc cách mạng về mặt con người?